đã đến với chương trình Ngoài đường Peace số thứ 3 của kênh Bóng TV. Vậy để trước khi bắt đầu với bản tin chính ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một chương trình nào từ kênh Bóng TV các bạn nhé. Với phong độ ghi bàn liên tục ở những vòng đấu gần đây, nhất là cú đúp vào ngày lễ tặng quà, bàn mở tỷ số vào đêm 28 tháng 12 tại Ngoại hạng Anh cho thấy Anthony Martial đã chơi lên chân hơn trong thời gian gần đây. Đằng sau sự hồi sinh của ngôi sao MU này chính là việc anh ngoan hơn trong tình trường. Ngôi sao 24 tuổi người Pháp thời gian này hoàn toàn tập trung cho chuyên môn nhờ yên ổn ở hậu trường. Cụ thể là tình trường, Martial đang có tổ ấm hạnh phúc với hôn thê Melanie Dagrud. Martial và Melanie đã đính hôn hồi tháng 3 năm nay. Melanie thậm chí đã đổi tài khoản của mình trên mạng Instagram từ Melanie Dagrud sang Melanie Martial theo họ của ngôi sao MU. Đôi trai tài gái sắc đã có với nhau một cậu hoàng tử hơn 1 tuổi, Swan. Năm 2020 tới đây, hứa hẹn sẽ là năm mà Martial và Melanie chính thức góp gạo thổi cơm chung bằng một đám cưới tưng bừng. Thời gian gần đây, Martial lấy lại phong độ, chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng như người hâm mộ của Quỷ Đỏ. Thật trùng hợp, đó là một khoảng thời gian Martial chỉ xuất hiện trên mặt báo chí vì lý do chuyên môn mà thôi, không còn những ồn ào ở hậu trường nữa. Melanie tiết lộ với mấy cô bạn thân của mình rằng Martial đã trưởng thành lên trông thấy, đã chín chắn hơn trước rất nhiều, anh ý thức hơn về trách nhiệm của một người đàn ông của gia đình. Một thời trăng hoa của Martial. Martial của ngày hôm nay đã khác hẳn Martial của ngày hôm qua. So với nhiều ngôi sao nổi tiếng trăng hoa ở hậu trường sân cỏ thế giới, Martial thuộc hàng trẻ người, tuy nhiên anh lại không hề non dạ về thói lăng nhăng. Martial vốn sảnh ra là ăn vụng không ai bằng. Ngay cả việc Martial quen và yêu Melanie vốn đã là một sự ngang trái. Melanie chính là người chen ngang cuộc hôn nhân giữa Martial và vợ cũ Samantha Jacquelinet. Martial và Samantha đã có với nhau một cô con gái. Khi say tiếng sét ái tình với Melanie vào năm 2016, anh bỏ luôn mẹ con Samantha. Thậm chí ngay từ khi chưa ngả vào vòng tay của Melanie, Martial đã phản bội Samantha rồi. Hồi đầu năm 2016, anh lôi siêu mẫu Emily Wanderman vào một khách sạn ở Paris đá sân nhỏ. Trước đó, anh còn bị phanh phui scandal cùng hậu vệ Timothy Fosu-Mensa gạ chân dài inh lăn tanh Floor Euler chơi trò ba người. Trăng hoa quen thói, sau khi đã dứt khoát chia tay cô vợ Samantha để công khai chung sống với Melanie, Martial vẫn chứng nào tật nấy. Anh chỉ cố ngoan ngoãn được một thời gian, đến giai đoạn Melanie mang bầu bé Swan là Martial tìm đường mò đi ăn vụng ngay. Anh không chịu tạm treo giò trong thời gian người yêu bầu bì. Đầu năm nay, Martial bị nhân tình Malika không khảo mà xưng chuyện ngoại tình của anh. Chuyện ăn vụng của Martial với Malika diễn ra từ hồi hè năm ngoái, thời điểm Melanie đang mang bầu ở tháng thứ 8. Malika còn khui ra chi tiết bãi đáp mà Martial chọn làm nơi đá sân nhỏ với cô là khách sạn Demidi gần nhà ga Lyon ở Paris. Cảnh giác tránh bị người khác nhòm ngó, Martial không lôi Malika vào khách sạn sang chảnh nào mà chỉ lén lút mò đến khách sạn 2 sao vắng khách này. Malika tiết lộ thêm rằng sau lần vụ trộm ấy, Martial còn nhiều lần nhắn tin gạ cô đi tâm sự nữa. Song Malika nhất quyết từ chối, cô nhận ra với Martial chỉ có chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ chẳng có yêu đương gì. Không quá nếu ai đó ví von rằng thời gian đó, số lần Martial lên mặt báo vì scandal tình ái còn nhiều hơn số bàn anh ghi được cho MU. Anh có thể không thua kém Cristiano Ronaldo về máu ham của lạ. Chỉ có điều, anh thua xa CR7 về độ tập trung cho chuyên môn khi vướng vào scandal hậu trường. Giờ thì Martial đã khác, những rắc rối hậu trường đã lùi vào quá khứ. Các fan MU hẳn là chỉ mong Martial sẽ không ngựa quen đường cũ. Siêu sao Ronaldo mới đây đã tiết lộ sự nghiệp tiếp theo mà anh muốn theo đuổi ngay sau khi giải nghệ. Không trở thành huấn luyện viên như nhiều cầu thủ khác, CR7 đã chọn thử thách bản thân mình bằng một lĩnh vực mới. Ronaldo nói rằng, tôi hy vọng mình có thể tìm được điều mới mẻ và đối đầu với những thử thách. Một trong những điều tôi muốn thử thách bản thân là đóng phim. Vài năm tới sau khi giải nghệ, rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn ảnh không phải là cầu thủ Ronaldo nữa, mà sẽ là diễn viên Ronaldo đóng một bộ phim bom tấn. Đó sẽ là điều rất thú vị với những fan của tiền đạo Juventus. Bên cạnh đó, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha cũng chia sẻ về bí quyết để được sức khỏe tốt. Ronaldo nói rằng, cuộc sống dựa trên sự cân bằng. Bạn có thể ăn tất cả thực phẩm nhưng bù lại, bạn phải chăm chỉ tập thể dục và không ăn những gì có hại cho cơ thể. Tôi biết rõ cơ thể mình và luôn duy trì chế độ ăn kiêng. Đó là những điều giúp tôi có vóc dáng khác biệt. Thành công trong 15 năm qua dựa trên sự kiên trì. Ở tuổi 34, tôi vẫn có thể lực tốt thông qua sự siêng năng và chăm chỉ để chinh phục danh hiệu. Mùa giải 2019-2020, Ronaldo đang có 10 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân cho Juventus tại Serie A. Bà đâm ra đứng ở vị trí thứ 2 với 42 điểm, bằng Inter Milan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Trung vệ Thiago Silva vừa chơi lớn khi vung tiền mua du thuyền tặng cô vợ Bell vào dịp lễ Giáng sinh. Chẳng phải chờ đợi lâu, ngôi sao của PSG đã khoe món đồ chơi đắt tiền tặng vợ thông qua mạng xã hội Instagram.
Em luôn mong ước có một chiếc du thuyền, điều đó giờ đây đã trở thành hiện thực rồi đấy. Theo tờ O Global, du thuyền mới mua của Silva thuộc công ty thiết kế Azimutyak có trụ sở tại Viezzo, Italia. Kể từ khi được thành lập vào năm 1969, Azimutyak đã được rất nhiều khách hàng VIP trong làng giải trí và thể thao thế giới đặt mua sản phẩm. Với chiều dài 27m và bề ngang 7m, du thuyền mới tậu của Silva đem lại cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng. Bên cạnh đó, nó còn trang bị hai động cơ với tổng công suất gần 4.000 mã lực. Mặc dù được trang bị nội thất cao cấp, song Silva vẫn quyết định tân trang lại toàn bộ nội thất theo đúng ý thích của vợ. Tờ O Global trích dẫn nhận xét từ bạn bè ngôi sao PSG rằng tất cả những gì Silva làm không gì khác là tạo bất ngờ cho Bell. Chưa tính đến những chi phí phát sinh, chỉ riêng số tiền ban đầu Silva bỏ ra để mua du thuyền sang chảnh đã hơn 1,3 triệu USD. Với quà tặng là du thuyền cho vợ, Silva đã phần nào cho thấy chất chơi của mình. Cần biết, Silva được coi là khá im hơi lặng tiếng trong giới cầu thủ Brazil đang thi đấu tại châu Âu. Đồng thời, Silva đã xóa tan những lời chỉ trích nhằm vào gia đình mình vì cho rằng bủn xỉn theo kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Cô vợ Bell từng kêu ca về sinh hoạt đắt đỏ tại Paris, tới mức nàng quang này không dám đem đồ đến cửa hiệu để giặt. Ronaldinho vừa tái hợp cô vợ cũ Beatriz Souza trong mùa Giáng sinh năm nay. Trong buổi lễ rửa tội con gái của một người bạn, cựu ngôi sao của Barcelona và Beatriz đã xuất hiện tay trong tay bên nhau đầy hạnh phúc. Sự xuất hiện của R10 và vợ cũ ngay lập tức đã gây sự chú ý đặc biệt với nhiều người. Sau màn tái hợp đầy bất ngờ, Beatriz sẽ cùng Ronaldinho bay tới Rio de Janeiro để lên kế hoạch đón mừng năm mới 2020. Bên cạnh đó, Ronaldinho đã đánh dấu ngày tái hợp với Beatriz theo cách chẳng giống ai khi quyết định sẽ đưa nàng quàng tóc vàng đi hút mỡ bụng. Ronaldinho rất mong việc nối lại sợi dây tình cảm với Beatriz. Chắc chắn anh ấy sẽ không để tuột mất cô ấy một cách dễ dàng thêm lần nữa. Tờ O Global trích dẫn nhận xét của bạn tuyển thủ Brazil cần nhấn mạnh một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi này bị đổ vỡ là do những bất đồng về quan điểm sống. Thực tế Beatriz chỉ là một trong hai cô vợ mà Rover từng chung sống trong cảnh một ông hai bà. Ngoài Beatriz, Ronaldinho còn ở với một cô nàng có tên là Priscila Coelho. Theo báo giới Brazil, Ronaldinho bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Priscila trước. Cô nàng tốt nghiệp đại học ngành quan hệ công chúng đã chấp nhận nâng khăn sửa túi cho Ronaldinho hồi còn thi đấu cho Mineiro, chung sống hạnh phúc với Priscila, nhưng Ronaldinho vẫn quyết tâm cưa đổ Beatriz khi cả hai gặp nhau lần đầu trong năm 2016. Điều khiến nhiều người nể phục là Ronaldinho đã làm cho cả Beatriz và Priscila sống hài hòa và không hề ghen tuông. Mặc dù vậy, cảnh một ông hai bà đã đổ vỡ khi Priscila lên tiếng tố Ronaldinho giở trò bạo hành với mình. Cùng đó, Beatriz đã chia tay cựu tuyển thủ Brazil do những bất đồng không thể dung hòa. May mắn cho Ronaldinho khi cô vợ cũ Beatriz đã chấp nhận tái hợp trong mùa Giáng sinh năm nay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết các con số liên quan tới tài chính trong năm nay của đơn vị này là rất khả quan khi doanh thu đã đạt lên đến 240 tỷ đồng trong năm 2019. Gấp gần 1,5 lần so với kỳ vọng ban đầu. Sau hội nghị ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cơ quan này thông báo các con số ấn tượng liên quan đến tình hình tài chính năm 2019 sau một năm thành công của các đội tuyển quốc gia ở đấu trường quốc tế. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lợi nhuận đơn vị này thu về vượt xa so với mục tiêu đầu năm. 2019 là năm thành công ở các cấp độ đội tuyển. Từ đó, hình ảnh của VFF được nâng cao trong đánh giá của người hâm mộ cũng như các nhà tài trợ. Lợi nhuận thu về tăng 707% so với mục tiêu đề ra, đó là kết quả chuẩn bị lâu dài và sâu rộng. Đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ cũng như các giải pháp tổng thể, Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông Cao Văn Chóng cho biết tình hình tài chính của VFF đang khả quan và được duy trì sang cả năm 2020 bởi các hợp đồng tài trợ, tài chính đều có thời hạn dài. Ông Chóng nói rằng, doanh thu năm 2019 của VFF tăng 150%, chúng tôi dự kiến thu về 165 tỷ nhưng con số cuối kỳ là 240 tỷ. Sáng nay ngày 29 tháng 12, Đại hội Thường niên VFF sẽ quyết định một số công việc quan trọng, trong đó đề xuất sửa đổi điều lệ, cơ cấu tổ chức VFF cũng như đưa ra một số chỉ tiêu trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Ngoài đường Pitch của kênh Bóng TV. Ngoài đường Pitch sẽ được phát sóng vào mỗi Chủ nhật và thứ Năm hàng tuần. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh Bóng TV để theo dõi chương trình sớm nhất nhé!